Em chào tất cả anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Bữa giờ em nhận được những cái tin nhắn là người ta nói là trồng hoa Tết nó lời lắm, bán giá rẻ đi chứ mẹ bán cao quá ai đâu mua. Thì để em quay cho anh chị xem cái chỗ này ha. Thì đúng ra là em không có quay đâu, tại vì nói chung là nhà vườn người ta thất bại là em cũng không có quay nữa. Tại vì có nhiều anh chị nói quá, anh chị xem nè, cái mâm xôi nè, bây giờ người ta phải bỏ củ nha anh chị ha. Cái lý do là nó không nở nha anh chị. Em nói là nếu như là hên á thì nó sẽ nở như vậy ha, thì mình còn bán được giá mà giá mà còn ép giá nữa kìa. Còn những anh chị á, mà trồng mà cái thời tiết mà nó không có thuận á, bây giờ là phải chở bỏ nè anh chị thấy không? Anh chị thấy không, chất bỏ đóng luôn đó. Nói chung là chủ vườn thì cũng rất là buồn nha anh chị ha, tại vì cái mâm xôi nè, cái vốn liếng này nó bỏ ra nhiều lắm mà mình còn phải lãi chèo này nữa đi cơi anh chị đó, cái vốn nó nặng lắm mà bây giờ phải bỏ của vậy nè. Mà nhiều anh chị bảo trồng nó lời lắm, mình nên bán rẻ cho người dân đi đó anh chị thấy không. Ví dụ như may mắn á, thì hoa nó nở nó rộ như thế này ha, còn không có may mắn á, trời mình phải bỏ luôn á. Bởi vậy anh chị á, nào thương lái á, anh chị đừng ép giá quá. Ví dụ như anh chị mua theo cái giá sàn đi, ví dụ như bên em như cái đường kính 60, đường kính mà 80 ha, bán 150 ngàn cặp. Còn cái nào mà nó bị hư, nó bị cháy cháy lá trong này nọ đó thì bên em bán 100 ngàn cặp. Hiện tại cũng còn số lượng ít nữa nha anh chị ha. Đó, còn chỗ này là hiện bây giờ là nó không nở luôn, bây giờ phải đành bỏ thôi. Mà thậm chí còn mướn công nè, mướn công làm là tốn tiền công nữa. Còn dạng thọ thì năm nay thì thôi. À, thương lái đợi tới giờ cuối mới mua, mà mua với cái giá rẻ nha anh chị ha. Nói chung là giá này cũng như là làm cũng như không luôn á, không biết năm sau làm sao nữa. Đồng ý là năm rồi thì thương lái bể, năm nay người ta cũng cẩn thận, nhưng mà mình mua cái giá cũng phải tương đối thôi. Nói chung là anh chị nhắm, mà ví dụ như anh chị có bãi mà buôn bán được thì anh chị mua nhích lên một chút xíu thôi. Nó là vậy nha anh chị ha. Nói chung là mình giúp đỡ lẫn nhau thôi, chứ mà giờ ai cũng chèn ép nhau thì cách là năm sau là bông là không có luôn á. Em nói thiệt, mọi người giờ bông nhà thọ nè, màu gà nè, nó nhìn đẹp phơi phới luôn ha. Mà anh chị nói lần nào mà anh chị ép giá thì vậy ha. Sáng thì em quay video clip em chia sẻ cho anh chị như vậy ha. Thật sự là cũng không muốn quay cái clip này đâu, tại vì chủ vườn thì cũng rất là buồn bã khi mà hoa của mình là phải đổ bỏ mà phải lên clip như thế này nha anh chị. Nhưng mà em quay cho những anh chị nào mà thương lái ép giá, nói chung là những anh chị đó đồng cảm mình mua cái giá nó cao cao lên một chút xíu ha, cho những anh chị nhà vườn nó khỏe chút.